cần khách quan, trung thực trong đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo nhân quyền thường niên năm 2023 cho rằng một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đã vi phạm nhân quyền có hệ thống. Nếu đọc và phân tích kỹ các vấn đề, nội dung trong báo cáo nhân quyền thường niên 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy việc đánh giá này là phiến diện nhiều vấn đề mang tính quy kết với những nội dung không trung thực và không có sự khảo sát thực tiễn để đưa ra kết quả chính xác. Chính vì lẽ đó, báo cáo nhân quyền thường niên năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lặp lại những vấn đề có tính cũ mòn trước đó và hiển nhiên điều này nhận nhiều phản ứng ngay từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu quốc tế là những đánh giá phiến diện sai lệch. Nhiều năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên tục đưa ra các báo cáo nhân quyền thường niên quốc gia với những nội dung không chính xác về tình hình dân chủ, nhân quyền tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong bản báo cáo mới được đưa ra, một lần nữa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại thể hiện cái nhìn phiến diện sai lệch. Ngay từ phần mở đầu, báo cáo cho rằng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài. Cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 5 năm 2021 không tự do và không công bằng. Một số vấn đề trong báo cáo nhân quyền thường niên 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông tin sai lệch như có ít nhất 6 người tử vong trong khi bị giam giữ, nhưng nhà chức trách cho rằng những cái chết này là do tự tử hoặc do vấn đề sức khỏe, quy kết việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện những người thực thi các quyền được quốc tế công nhận, chẳng hạn quyền tự do ngôn luận, hội họp, ôn hòa và lập hội. Thực tế, những nguồn thông tin này, báo cáo đều không đưa ra bằng chứng xác thực mà chỉ thông qua kênh trung gian từ các tổ chức, cá nhân có quan điểm tư tưởng định kiến sai lệch hoặc dựa trên phương pháp thu thập từ các nguồn thông tin không chính thống, không đảm bảo tính chính xác khoa học. Những thông tin trong báo cáo nhân quyền thường niên 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi quan điểm định kiến cá nhân, không dựa trên các sự kiện, dữ liệu và chứng cứ khách quan thu thập được. Khi đưa ra đánh giá thiếu khách quan, những thông tin số liệu dẫn chứng không phản ánh đúng tình hình hoặc sự việc được đánh giá. Ví dụ, việc báo cáo cho rằng ở Việt Nam xảy ra bắt bớ và giam giữ tùy tiện những người thực thi các quyền được quốc tế công nhận, chẳng hạn quyền tự do ngôn luận, hội họp, ôn hòa và lập hội. Song, các thông tin này đều không có số liệu đo lường cụ thể, không có các trích dẫn báo cáo từ các nguồn chính thống để minh chứng xác thực những điều mà báo cáo khẳng định. Ngược lại, một số dẫn chứng xảy ra bắt bớ và giam giữ tùy tiện lại lấy từ các nguồn sai lệch, biến những đối tượng phạm tội bị xử lý theo pháp luật hình sự thành tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo. Nghiên cứu bản báo cáo nhân quyền thường niên 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy, dường như các giá trị dân chủ, nhân quyền mà họ hướng đến chỉ nhằm phục vụ một số cá nhân trong xã hội. Họ nhắc đến những cái tên như Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Thục Vi và khoác lên mình những người này danh nghĩa nhà hoạt động, nhà đấu tranh vì dân chủ nhân quyền, để từ đó quy kết việc bắt xử lý là chính quyền đàn áp người vô tội. Thực tế, đây đều là những đối tượng chống đối, lợi dụng vỏ bọc dân chủ nhân quyền để chống phá đất nước, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội của Việt Nam. Những đối tượng nêu trên được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại viện dẫn các trường hợp này là cho rằng Việt Nam tiến hành các hoạt động bắt giữ tùy tiện, xét xử không công bằng hoặc đàn áp xuyên quốc gia, can thiệp bất hợp pháp vào các quyền riêng tư, không tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, thiếu tự do Internet. Đây rõ ràng là sự đánh giá sai lệch về bản chất. Các giá trị dân chủ, nhân quyền mà Việt Nam hướng đến không thể là dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể, cá nhân và làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Dân chủ, nhân quyền phải phù hợp, hài hòa với sự phát triển chung của xã hội, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngày 23 tháng 3, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, bảo đảm quyền con người thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Trong thực tiễn, dù đời sống xã hội nhiều khó khăn, nhưng quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước ta tôn trọng và bảo đảm một cách phù hợp với tình hình đất nước. Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023 vừa được Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc công bố, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam tăng 12 bậc từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65. Báo cáo này được xây dựng dựa trên số liệu được thu thập từ người dân tại hơn 150 quốc gia
về các tiêu chí GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng. Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được tình hình nhân quyền tại Việt Nam không hề xấu như những gì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá, và lẽ ra những thông số tích cực đó cần được đưa vào báo cáo nhân quyền. Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại, trao đổi thẳng thắn với Hoa Kỳ về những vấn đề còn khác biệt, vượt qua rào cản về định kiến, nhân quyền, đồng thời trên tinh thần bình đẳng và hợp tác, cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, giữ gìn môi trường hợp tác lành mạnh, đoàn kết với xu thế hòa bình thịnh vượng là điều không chỉ riêng Việt Nam, Hoa Kỳ mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng tới.